Huấn luyện viên Krastia, Nhật Bản thua vì coi thường chúng tôi. Theo huấn luyện viên Zlatko Dalic, Nhật Bản tưởng rằng trận đấu đã ngã ngũ khi dẫn trước, dẫn đến chủ quan về điểm mất suất dự tứ kết World Cup 2022 vào tay Qatar. Ông nói, Nhật Bản đã nghĩ họ sẽ thắng sau khi có bàn dẫn trước. Nhật Bản cho rằng gặp Croatia là dễ dàng. Tuy nhiên, đừng bao giờ xem thường Croatia. Ai xem thường chúng tôi sẽ phải hối tiếc. Chúng tôi có thể không mạnh, nhưng luôn giữ vững niềm tin và chiến đấu tới cùng. Đây không phải lần đầu Dalic cho rằng đối thủ xem thường Croatia. Sau khi thắng ngược Anh 2-1 ở bán kết World Cup 2018 tại Nga, ông cũng cho rằng thế hệ cầu thủ Croatia đang bị xem thường. Ở trận đấu này, Nhật Bản mở tỷ số ở phút 43 nhờ công của tiền đạo Dejan Meda. Nhưng Ivan Perisic đã đánh đầu gỡ hòa cho Croatia ở phút thứ 55. Hai đội không ghi thêm bàn nào cho đến hết hiệp phụ và phải đá luân lưu phân thắng bại. Thủ môn Dominic Livakovic thành người hùng Croatia sau khi đẩy ba cú sút lần lưu của Takumi Minamino, Kauru Miyamoto và Maya Yoshida giúp Croatia thắng 3-1 và vào tứ kết gặp Brazil.